chuyên gia nói phương Tây đang dàn cảnh đối phó với Nga từ mặt trận khác. Tình báo Mỹ lo ngại Nga ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Donald Trump. Tổng thống đắc cử Iran cảnh báo hậu quả khốc liệt nếu Israel tấn công Liban. Venezuela trục xuất đại sứ 7 nước Mỹ Latin phản đối kết quả bầu cử Tổng thống. Xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và chúng tôi rất hân hạnh gửi tới quý vị những tin tức mà chúng tôi vừa mới tổng hợp được. Mời quý vị cùng theo dõi. Trong một bài viết cho hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, giáo sư Zidit Bokos của Đại học Ankara nhận định Mỹ và EU đang đẩy mạnh chính sách đối với Armenia để chống lại Nga. Bài báo cho biết, bằng cách nêu vấn đề Armenia gia nhập Liên minh châu Âu, Brussels đang cố gắng gửi tín hiệu tới các quốc gia trong khu vực, chủ yếu là Nga và Iran. Điều này có nghĩa là EU, giống như Mỹ, muốn sử dụng Armenia như một đấu trường. Theo giáo sư Bokos, các nước EU đang cố gắng vận động nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này bằng cách hứa hẹn kết nạp họ làm thành viên của EU và cung cấp cho nước này các gói viện trợ tài chính. Vị chuyên gia cũng lưu ý đến cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và Armenia diễn ra vào tháng 7 này. Theo ông, qua việc thực hiện các cuộc diễn tập như vậy ở biên giới phía nam nước Nga trong thời gian diễn ra chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ muốn gửi tín hiệu tới Moscow. Giáo sư Bokos nhận định, việc đại diện quân sự Mỹ sẽ làm việc tại Bộ Quốc phòng Armenia cũng nói lên rằng trong quan hệ giữa hai nước đã bắt đầu một giai đoạn chiến lược mới. Hồi tháng 3 năm nay, Thư ký Hội đồng An ninh Armenia Armen Grigorian cho biết nước này đang hướng tới đa dạng hóa nền kinh tế, chính trị và lĩnh vực an ninh, thu hút các đối tác. Theo ông Bokos, Yerevan không bị thúc ép làm hỏng mối quan hệ với Moscow. Về phía Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin và Báo chí Bộ Ngoại giao Nga Andrei Nasten tuyên bố rằng Mỹ thông qua việc mời Armenia và Azerbaijan tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO đang cố gắng tách họ ra khỏi Moscow. Ngày 30 tháng 7, đài NBC đã tiết lộ thông tin từ cuộc họp giữa các quan chức tình báo Mỹ do Trung tâm ứng phó ảnh hưởng xấu từ nước ngoài tổ chức, cảnh báo về khả năng Nga tác động vào cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Một quan chức tham gia cuộc họp cho biết Moscow nhìn nhận Phó Tổng thống Kamala Harris như người kế tục của Tổng thống Joe Biden và họ sẽ có những nỗ lực tuyên truyền theo hướng ủng hộ ứng viên Cộng hòa Donald Trump. Theo NBC, Trung tâm ứng phó ảnh hưởng xấu từ nước ngoài thuộc Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia ODNI là đầu não chính tập hợp thông tin từ các cơ quan tình báo Mỹ. ODNI trước đó kết luận rằng Tổng thống Putin phê chuẩn chiến dịch tuyên truyền trên diện rộng nhằm hạ thấp tư cách ứng viên của Tổng thống Biden và Đảng Dân Chủ và ủng hộ cựu Tổng thống Trump trong bầu cử Mỹ năm 2020. Tuy nhiên, phía Nga sau đó đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc này. Trên thực tế, các quan chức ODNI thường không đề cập trực tiếp tới tên của ông Trump, bà Harris hay bất kỳ nghị sĩ Mỹ nào khi đưa ra nhận xét về cuộc bầu cử. Tuy vậy, trong một cuộc họp vào đầu tháng 7, ODNI nhận định rằng xu hướng của Nga vẫn không thay đổi so với năm 2020. Theo NBC, Bộ Ngoại giao Nga chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin này. Nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Điện Kremlin từng nhiều lần khẳng định Moscow sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Theo hãng tin mờ ngày 29 tháng 7, Tổng thống đắc cử Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào Liban có thể phản tác dụng và gây ra hậu quả khốc liệt cho chính những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Bình luận của ông Pezeshkian được đưa ra trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để chúc mừng ông về chiến thắng trong cuộc bầu cử của Iran. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về nhiều vấn đề và chủ đề khác nhau, bao gồm các cuộc đàm phán để dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Iran, cuộc chiến ở Ukraine cũng như tình hình diễn biến mới nhất ở Gaza và Liban. Israel tuyên bố Hezbollah sẽ phải trả giá sau khi đổ lỗi cho nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tại Liban về vụ tấn công bằng tên lửa vào thị trấn Maida Sam ở cao nguyên Golan, khu vực do Israel kiểm soát vào cuối tuần trước. Mặc dù Hezbollah kiên quyết phủ nhận đứng sau vụ tấn công này, nhưng những lời cảnh báo của Israel làm dấy lên lo ngại rằng một cuộc chiến toàn diện có thể bao trùm khu vực. Hôm 29 tháng 7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đòn đáp trả của Israel đối với vụ tấn công vào Maida Sam sẽ rất nghiêm khắc. Ông Netanyahu cho biết, Israel sẽ không và không thể để yên chuyện này, phản ứng của chúng tôi sẽ được đưa ra và sẽ rất nghiêm khắc. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng
Israel có quyền đáp trả vụ tấn công ở cao nguyên Golan. Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby tuyên bố Mỹ lên án vụ tấn công khiến nhiều người không qua khỏi. Ông Kirby nói, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới tất cả gia đình có người thân không qua khỏi và chúng tôi đang cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục. Ông Kirby cáo buộc vụ tấn công do nhóm chiến binh Hezbollah được Iran hậu thuẫn thực hiện, bất chấp sự phủ nhận của nhóm này. Ông Kirby nói, đó là tên lửa của họ, nó được phóng từ một khu vực mà họ kiểm soát. Ông Kirby cho biết, chính quyền Mỹ tin rằng vẫn còn cơ hội cho một giải pháp ngoại giao và Washington đang liên tục thảo luận với các đối tác Israel và Liban, tiếp tục ủng hộ các nỗ lực đạt được một giải pháp ngoại giao. Theo ông Kirby, giải pháp đó sẽ chấm dứt những cuộc tấn công khủng khiếp này một lần và mãi mãi, đồng thời cho phép công dân Israel và Liban ở cả hai bên biên giới trở về nhà an toàn. Ông Kirby cho biết, sự ủng hộ của chúng tôi đối với an ninh của Israel vẫn vững chắc và không lây truyền trước mọi mối đe dọa do Iran hậu thuẫn, bao gồm cả những mối đe dọa từ Hezbollah. Không quốc gia nào có thể chịu đựng được những mối đe dọa nghiêm trọng như người Israel phải đối mặt. Khi được hỏi về nỗi lo sợ về một cuộc xung đột rộng lớn hơn trong khu vực, ông Kirby nhận định, tại nhiều thời điểm trong 10 tháng qua, những dự đoán đó đã bị phóng đại. Theo nhận định của các chuyên gia quân sự, nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện giữa Israel và Liban có xu hướng tăng cao khi các bên đều đưa ra cảnh báo cứng rắn. Hôm 29 tháng 7, nhà nghiên cứu Grigory Lukianov tại Trung tâm Nghiên cứu Ả Rập và Hồi giáo thuộc Viện Nghiên cứu Phương Đông, Viện Hàn Lâm Khoa học Nga nói với hãng thông tấn TASS của Nga rằng một cuộc xung đột toàn diện có thể xảy ra, khả năng xảy ra xung đột đã tăng lên trong vài tháng qua. Các hoạt động chuẩn bị quân sự của Israel trên mặt trận phía Bắc vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ. Một phần đáng kể vũ khí mà Israel nhận được từ Mỹ để thay thế những vũ khí mà họ đã sử dụng ở dải Gaza được chuyển hướng đến mặt trận phía Bắc. Chuyên gia Lukianov nhận định, cùng với đó, các cuộc tấn công có hệ thống vào khu vực biên giới trên lãnh thổ Syria, nơi các chuyên gia quân sự từ Iran đang ở đó, các cơ sở của Hezbollah ở Liban, cũng như lãnh thổ Yemen và một số dấu hiệu khác cho thấy Israel ít nhất đã sẵn sàng duy trì cường độ của các hoạt động tác chiến ở mức hiện tại. Tất nhiên, tuyên bố của các lãnh đạo chính trị hiện tại dưới thời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng cho thấy sự sẵn sàng của họ trong việc mở rộng hơn nữa các hoạt động chiến đấu trên lãnh thổ Liban. Theo chuyên gia, mục tiêu của Israel là gây ra thiệt hại quân sự tối đa cho các đối thủ của mình, không chỉ Hamas mà cả Hezbollah và các nhóm thân Iran dọc theo toàn bộ biên giới của Israel trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Chuyên gia Lukianov nói thêm, bối cảnh thuận lợi do Tổng thống Joe Biden tạo ra, trong đó Mỹ đã hợp pháp hóa bất kỳ hành động nào mà Israel cho là phù hợp, sẽ chấm dứt bất kỳ Tổng thống mới nào, dù là bà Kamala Harris hay ông Donald Trump, hay một ứng cử viên thứ ba nào đó, đều sẽ buộc phải thay đổi chính sách của Mỹ theo một cách nào đó. Ông Biden đã trở thành Tổng thống ủng hộ Israel nhất trong lịch sử Mỹ, vị chuyên gia Nga cho hay. Nếu mục tiêu của Israel là gây ra thiệt hại và tổn hại tối đa mà không kiểm soát lãnh thổ, không loại bỏ Hezbollah như một tổ chức, thì những mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được. Và do đó, giới lãnh đạo Israel có thể thực hiện được. Sau tất cả những gì đã xảy ra ở dải Gaza, thiệt hại về chính trị, thiệt hại về danh tiếng sẽ không đáng kể. Bên cạnh đó, ông Lukianov cũng bình luận về lời kêu gọi của chính quyền Mỹ đối với Israel nhằm kiềm chế mọi hành động có thể dẫn đến leo thang hơn nữa. Ông nhớ lại rằng, những lời kêu gọi như vậy đã được đưa ra trong một thời gian dài, nhưng không có tác dụng đối với Israel. Ông Lukianov cho hay, chúng ta đã được nghe thấy thực tế kể từ tháng 3, tháng 4 liên quan đến hoạt động quân sự của Israel đang diễn ra ở Gaza. Khi đó, giới lãnh đạo Mỹ đã dùng đến ngoại giao con thoi và các tuyên bố chính thức của Bộ Ngoại giao để vạch ra nhiều lằn ranh đỏ mà Israel không được phép vượt qua. Nhưng đã nhiều tháng trôi qua và những lằn ranh này đã bị bỏ lại phía sau. Israel đang tiến hành các hoạt động quân sự của mình và trên thực tế, phớt lờ các tuyên bố của chính quyền Mỹ. Ngày 29 tháng 7, Bộ Ngoại giao Venezuela thông báo trục xuất đại sứ Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panama, Cộng hòa Dominicana và Uruguay sau khi chính phủ các nước này không công nhận kết quả bầu cử tổng thống hôm 28 tháng 7. Trong một thông báo chính thức, Ngoại trưởng Venezuela Ivan Gil cho biết đã yêu cầu rút tất cả quan chức ngoại giao tại đại sứ quán 7 quốc gia Mỹ Latin nói trên về nước, đồng thời yêu cầu đóng cửa trụ sở các cơ quan ngoại giao các nước này bởi hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela. Đặc biệt là cuộc bầu cử tổng thống nước này mà theo đó tổng thống Nicolas Maduro đã tái đắc cử nhiệm kỳ 6 năm thứ 3.
Ông Gil cũng khẳng định chính phủ Venezuela sẽ bảo đảm mọi hành động pháp lý và chính trị để buộc tôn trọng, bảo tồn và bảo vệ quyền tự quyết bất khả xâm phạm của quốc gia Nam Mỹ, cũng như sẽ đối đầu với mọi hành động đe dọa bầu không khí hòa bình và cùng tồn tại mà người dân Venezuela đã phải rất nỗ lực thực hiện. Trước đó, Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela thông báo kết quả kiểm phiếu cho thấy Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro đã tái đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ năm 2025 đến năm 2031 với 51,2% số phiếu ủng hộ. Tuy nhiên, theo AFP, thủ lĩnh phe đối lập Maria Corina Machado khẳng định có thể chứng minh chiến thắng không thuộc về ông Maduro mà là ứng viên Edmundo González của phe đối lập. Nhiều nước đã lên tiếng phản đối kết quả bầu cử công nhận ông Maduro tái đắc cử. Nhóm 7 nước Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panama, Paraguay, Peru, Cộng hòa Dominica và Uruguay yêu cầu Tổ chức các quốc gia châu Mỹ OAS họp khẩn để giải quyết tình hình và bảo vệ ý nguyện của người dân Venezuela. Ngoại trưởng Uruguay Omar Paganini nói với đài CNN rằng chính phủ nước này không bao giờ công nhận ông Maduro là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 28 tháng 7. Còn chính phủ Peru ra lệnh cho các nhà ngoại giao Venezuela phải rời nước này trong vòng 72 giờ.